Cái động thái mà chưa từng có và nó đưa tất cả giới đầu tư trên thế giới vào một cái sự hoảng loạn. Và chính vì thế mà các giới đầu tư luôn tìm đến vàng là cái nơi mà một cái, có thể nói là một cái hầm trú ẩn an toàn cho tài sản. Sẽ tiếp tục tăng, nó có thể xuống. Cái điều thứ hai nữa là đối với các nhà đầu tư phải tính cái con tính như thế này, là nếu giá vàng từ đây đến cuối năm mà tăng 12% thì cũng có khả năng nó sẽ rơi xuống 12%.